Đây là góc đường Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Văn Giai. Ở số 23 Nguyễn Văn Giai có một tiệm bán ốc bu nhồi thịt mấy bạn. Mình đi qua bển làm vài con ốc nha. Hiện tại là 5 giờ 10 rồi. Ốc vẫn chưa chín. Chưa chín nhưng mà có một số khách đến đợi mấy bạn. Đây. Cái nồi bên đó nha. Anh nãy dở ra thơm ghê. Bên trong của quán nè. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? Tám rưỡi sáng, tám rưỡi tối. Wow. Thơm quá. Nồng nàn mùi xả luôn các bạn. Chị, cái này là ngoài cái ốc bu ra mình dồn cái gì vô trong đó chị? Dạ. Chín món hả? Chín món đúng rồi. Không, ý em nói là trong cái phần ốc bu nè mình dồn cái gì? Thịt. Nấm bèo. Dạ. Thịt nấm mèo mọc mấy bạn. Giữa rau nè. Chấm thử cái phần nước mắm rừng trước đã. Phần nước mắm gần này mình cảm thấy là có vị chua chua, ngọt ngọt, mặn, khá là đậm đà các bạn. Bây giờ để mình ăn thử một ốc. Không cần phải dùng nĩa luôn á, chỉ cần này cũng nhìn kéo lên nè. Mình vừa ăn xong một con thì cảm nhận thế này. Cái phần ốc dai ha, rồi cái phần nấm mèo sực sực, cái phần thịt và cái phần mọc nhỉ, hai cái đó quyện vào nhau mềm và rất là ngọt mấy bạn, rất là ngọt. Mình nghĩ khỏi cần phải chấm nước mắm gừng cũng đã ngon rồi. Bạn nào thích thì lấy thêm một số rau ăn chung. Cuộn lại, chấm thêm một cái phần nước mắm gừng có vị ớt cay cay nữa, đúng là nó sẽ tròn vị hơn á, ngon hơn nữa mấy bạn. Mình thấy cái phần ốc bu rất là ngon, mình sẽ xin luôn cái menu nè, quay cho mấy bạn xem. Ốc bu nhồi thịt 8.000 đồng, chả đùm ốc bu 60.000 một phần mấy bạn ha. Cà ri ốc bu 60.000, chả giò ốc bu 50.000, ốc bu hấp lá cách 50.000 đồng, ốc bu cuốn lá lốt 50.000, ốc bu chả xào chuối xanh 60.000, ốc bu luộc mẻ 60.000, lẩu ốc bu 80.000. Hiển nhiên đến đây là nhậu ha. Đó mấy bạn, thấy phần thức uống đó, Tiger có giá 18-20 nè. Một ngày mình có thống kê là bán được bao nhiêu kg ốc không vậy? Một ngày thông thường chỉ bán khoảng 1.500 con. 1.500 con hả? Đó là bình thường, có hàng đặt tiệm lên hoặc là có ngày cũng ít hơn. Wow. Tiệm theo ngày. Quê chị miền Tây hả? Cần Thơ hay là Bến Tre chị? Sóc Trăng. Tại em thấy cái món lá cắp đó. Cần Thơ cũng rất là nổi món này. Ngon ghê.